Nguyễn Phạm Duy Anh Việt Nam. Một trận đấu rất hay giữa Ấn Độ và Đài Loan. Cổ tay quá khỏe. Kéo lưới kìa, rất. Biết xem ở ngoài kia như nào. Linh Đan đi chung quay đánh gì. Nhìn họ di chuyển rất là nhẹ nhàng và bình tĩnh ạ. Rất nhanh. Serving chess hạng Anh Chi Việt Nam cho tài chính Deepak Thapa Niên Hoàng. Tí nữa là phải đi chung quay rồi. Hùng sorry nha. Phía bên kia là vận động viên của Indonesia. 8 cho Đài Loan. Cổ tay rất tốt. Bình tĩnh nha. Thằng này chắc chỉ tầm 16, 17 tuổi, thề luôn. Kéo chưa đến. Anh nghĩ nhìn hơi bẩn bẩn cho tay vợt đến từ Indo. Vâng, set đấu thứ 2 kết thúc. Vậy là chúng ta sẽ được thưởng thức set đấu thứ 3. Set đấu thứ 3 mới thực sự là set đấu đáng để xem. Trận đấu giữa Indonesia và Đài Loan. Vâng, bây giờ thì hai tay vợt phải dùng hết sức. Kề cầu. Nhưng mà nó chơi thế thì chưa ổn đâu. Văn Truyền đập cầu. Ok, từ Đài Loan. Một pha đập cầu thẳng vào người, thủng cái bụng rồi. Indonesia phát cầu. Vâng, thủ cầu quá tốt, đập như thế vẫn thủ được. Vâng, set đấu thứ 3 hết sức căng thẳng và ngang tài ngang sức. Khoảng cách điểm số là chưa đáng kể. Đập cầu chéo 5-3 cho Indonesia. 6-3. Anh có mang sàn dự phòng không anh? Vặn trượt. Bên trạng, hai bên cũng mỗi bên chuyển lại tầm năm. Bát cắm cực nước. Sau nhìn đối thủ chuyển kiếp đánh với nhau. Kề cầu quá sát lưới vẫn còn. Chém cầu khéo chưa. Thực sự cầu của họ quá bền. Loan ghi điểm. Quá nhỉ. Nhưng vẫn còn tay vợt đến từ Indonesia thủ cầu cũng rất chỉ. Vẫn còn. Thêm một pha nữa xem nào. Đập góc khác. Đập chán chưa thì anh còn đập nào. Rất bình tĩnh, xem họ chạm một quả cầu nó nhẹ như lông hồng vậy. Cảm giác trận đấu giữa Đài Loan và Indonesia. Thủ cầu vẫn rất chỉ ạ. Vẫn chưa hết. Cổ tay kìa. Vị thật. Còn không, vẫn còn. Dã man.
Thằng ABC của Đài Loan. Vẫn còn một pha cầu dài, một đường cầu dài. Đập vâng điểm 9-10. Đài Loan cầu. Cầu ngoài sân. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Đập cầu, vâng, chém. Quá lắc. Tuy nhiên cầu ra ngoài. Ui, vẫn còn kìa, cổ tay gì kia. 13-9. Đập cầu chéo sân. Vâng, bay người cứu cầu. Thủ cầu rất tốt ạ. Thôi, kê cầu lắc lưới như thế thì không còn cơ hội rồi. Khoảng cách 5 điểm. Rất xuất sắc. Ever đến từ Indo lại tăng tốc. Đập cầu ngoài sân. Được san bằng hay không? Như thế vẫn thủ được. Phun thủ rồi. Ngoài sân. Bắt bài rất nhanh nhưng cầu ngoài sân. 17-10 rồi. Hai nhịp khá hay. Cầu vẫn trong sân. Thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Còn tính đến thời điểm hiện tại thì 99% là chiến thắng dành cho Indonesia rồi. Điểm 19-10. Tay vợt đến từ Đài Loan đang gặp vấn đề tâm lý. Và nhìn mặt bạn đấy thì rất trẻ. Có lẽ là đây là một trong những giải đấu đầu tiên mà bạn đấy đi thi đấu quốc tế. Vẫn rất khéo léo. Tuy nhiên tay vợt đến từ Indo còn khéo léo hơn. Đã hay lại còn may. Đẳng cấp thế nhỉ. Về kìa. Rất đáng tiếc. Vâng, điểm số cuối cùng 21-10. Quá xuất sắc cho tay vợt đến từ Indonesia. Set đầu thì anh ta bị thua, nhưng hai set sau thì anh ta vươn lên mạnh mẽ và giành chiến thắng. Đặc biệt là trong set đấu thứ 3 này. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo của Hùng nha. Đừng quên đăng ký kênh YouTube Sport Hùng Badminton để cập nhật những trận đấu cầu lông hay nhất của cầu lông phong trào Việt Nam cũng như các giải đấu cầu lông quốc tế tại Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều.